Tình hình rất căng, Campuchia và Thái Lan tranh chấp giành Vịnh Thái Lan. Bóng mây tranh chấp Biển Đông, một lần nữa lại phủ lên quan hệ vốn đã nhiều sóng gió giữa Thái Lan và Campuchia. Vấn đề nhạy cảm này không chỉ dừng lại ở đường biên giới đất liền dài 600 km, mà còn lan rộng ra cả vùng biển tiếp giáp, nơi tiềm ẩn nhiều lợi ích kinh tế, tài nguyên thiên nhiên và cả những toan tính địa chính trị. Trước khi bắt đầu video đừng quên nhấn like, đăng ký, chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Nếu video hay, bình luận số 1, còn không hay bình luận số 2. Cảm ơn các bạn. Để hiểu rõ hơn về căng thẳng này, chúng ta cần nhìn lại hành trình xác lập chủ quyền biển của hai quốc gia. Thái Lan, với lợi thế đường bờ biển dài gần 3.000 km, sở hữu 258 hòn đảo lớn nhỏ, đóng góp không nhỏ vào sự đa dạng sinh học và tiềm năng kinh tế biển. Ngay từ năm 1959, Thái Lan đã bắt đầu công bố ranh giới biển của mình, và đến năm 1970 đã thiết lập hệ thống đường cơ sở thẳng cho 3 khu vực bờ biển, 2 trong số đó nằm tại Vịnh Thái Lan. Đặc biệt, đường cơ sở thẳng khu vực 1 kéo dài 122,2 km bao quanh các đảo nhỏ ngoài khơi, bắt đầu từ bán đảo Liam Lin ở phía Bắc, đi qua đảo lớn và kết thúc tại điểm giao giới giữa Thái Lan và Campuchia. Lập trường của Thái Lan về vấn đề lãnh hải rất rõ ràng, họ kiên quyết khẳng định chủ quyền 12 hải lý, tính từ đường cơ sở thẳng, đồng thời coi các vùng nước nằm trong đường cơ sở này là nội thủy. Quan điểm này được củng cố thêm bằng việc ban hành luật mới về đường cơ sở thẳng vào năm 1992, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển của mình. Campuchia, dù có phần lép vế hơn với đường bờ biển 443 km, cũng không kém phần quyết liệt trong việc khẳng định chủ quyền biển. Trải qua nhiều biến động lịch sử phức tạp, đặc biệt là thời kỳ bị Pháp đô hộ từ năm 1863 đến năm 1953, Campuchia vẫn luôn nỗ lực để có tiếng nói trên bàn cờ Biển Đông. Năm 1957, Campuchia chính thức công bố yêu sách về vùng biển, đề xuất hệ thống đường cơ sở thẳng gồm 3 phần. Đến năm 1972, yêu sách này được điều chỉnh, chia thành 3 khu vực chính, và đáng chú ý là đã bao gồm cả đảo Phú Quốc. Hành động này của Campuchia đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Thái Lan. Mâu thuẫn chủ yếu xoay quanh việc xác định ranh giới thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Campuchia khẳng định chủ quyền 200 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế từ đường cơ sở, trong khi Thái Lan cho rằng yêu sách này đã xâm lấn vào vùng biển mà họ coi là lãnh hải của mình. Thêm vào đó, việc Campuchia dựa vào Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS, để bảo vệ quan điểm của mình càng khiến Thái Lan thêm phần bất mãn. Bởi lẽ, Thái Lan đã thông qua UNCLOS từ năm 1982, nhưng phải đến năm 2011 mới chính thức phê chuẩn. Điều này khiến cho lập trường của Thái Lan trong một số vấn đề liên quan đến luật biển quốc tế trở nên khó khăn hơn. Tình hình càng trở nên phức tạp khi khu vực tranh chấp giữa hai nước được ước tính có trữ lượng dầu khí khổng lồ, lên tới 311 triệu mét khối khí tự nhiên và 500 triệu thùng dầu, tương đương giá trị hàng chục tỷ đô la. Cả Thái Lan và Campuchia đều hiểu rõ giá trị của kho báu đen này và không bên nào muốn nhường bước. Để giải quyết mâu thuẫn, hai quốc gia đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán từ năm 1970, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Việc Thái Lan và Malaysia thiết lập thành công vùng khai thác chung vào năm 1979 đã cho ra một tia hy vọng le lói cho cả Thái Lan và Campuchia. Liệu hai quốc gia láng giềng có thể gạt bỏ bất đồng, biến xung đột thành cơ hội hợp tác, cùng nhau khai thác nguồn tài nguyên biển để phát triển kinh tế hay không? Câu trả lời phụ thuộc rất lớn vào thiện chí chính trị và nỗ lực ngoại giao của cả hai phía. Một giải pháp hòa bình, công bằng và tôn trọng luật pháp quốc tế là điều mà cộng đồng quốc tế mong muốn, bởi lẽ hòa bình và ổn định khu vực là lợi ích chung của tất cả các quốc gia. Nhìn vào bản đồ Vịnh Thái Lan, ta dễ dàng nhận thấy nỗ lực của Thái Lan trong việc thiết lập hệ thống đường cơ sở thẳng, khẳng định chủ quyền biển một cách bài bản và có tính toán. Ở khu vực 2, hệ thống này được hình thành bởi 16 điểm nối tiếp nhau, tạo thành một đường bao quanh các đảo ven bờ phía Tây, trong đó có những hòn đảo du lịch nổi tiếng như Cao Hát Samui. Với tổng chiều dài 233,34 km, đường cơ sở thẳng này như một bức tường thành vững chắc bảo vệ vùng lãnh hải 12 hải lý tính từ đó. Không chỉ dừng lại ở Vịnh Thái Lan, Thái Lan còn mở rộng phạm vi khẳng định chủ quyền ra biển Andaman, thuộc Ấn Độ Dương. Năm 1994 đánh dấu một bước tiến quan trọng khi Thái Lan công bố đường cơ sở thẳng khu vực 3, nối liền các đảo xa bờ như Cao Hát Kra và Cao Hát Lanta, kéo dài đến tận biên giới biển với Malaysia. Với chiều dài lên tới 440 km, đường cơ sở này cho thấy quyết tâm bảo vệ lợi ích biển đảo của Thái Lan ở cả hai phía bờ biển. Đặc biệt, vào năm 1973, Thái Lan đã có một động thái được cho là khá cứng rắn khi đơn phương xác định ranh giới thềm lục địa tại Vịnh Thái Lan. Được biết đến với tên gọi đường 1973, ranh giới này được vạch ra dựa trên nguyên tắc đường trung tuyến giữa các đảo của Thái Lan và các quốc gia láng giềng như Campuchia và Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong quá trình xác định, Thái Lan đã lờ đi một số đảo ngoài khơi của chính mình, cũng như của Campuchia và Việt Nam. Hành động này của Thái Lan đã tạo ra nhiều tranh cãi, bởi nó thể hiện rõ tham vọng của Bangkok trong việc mở rộng vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ngược lại, Campuchia, dù có phần im ắng hơn trong giai đoạn trước đó, nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế. Trải qua nhiều biến động lịch sử, Campuchia cũng từng bước khẳng định tiếng nói của mình trên bàn cờ Biển Đông. Từ năm 1957, sau khi giành được độc lập từ Pháp, Campuchia đã chính thức công bố yêu sách về vùng biển. Hệ thống đường cơ sở thẳng do Campuchia đề xuất bao gồm 3 phần, trải dài từ biên giới biển với Thái Lan ở phía Bắc đến vùng biển giáp Việt Nam ở phía Nam. Yêu sách này, dù còn nhiều tranh cãi, nhưng cho thấy quyết tâm của Campuchia trong việc bảo vệ lợi ích biển đảo của mình, đặt nền móng cho những cuộc đấu tranh ngoại giao cam go sau này. Năm 1972, Campuchia có một bước đi chiến lược hết sức quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền biển, điều chỉnh yêu sách về đường cơ sở thẳng. Không còn là một đường bao đơn lẻ, hệ thống này được chia thành 3 khu vực chính, Bắc, Trung và Nam, với điểm nhấn là việc đưa đảo Phú Quốc vào lãnh thổ Campuchia. Quyết định này, dù gây ra nhiều tranh cãi về tính hợp pháp, đã cho thấy rõ quyết tâm của Phnom Penh trong việc mở rộng tầm kiểm soát biển đảo. Việc sáp nhập Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Vịnh Thái Lan, vào bản đồ Campuchia không chỉ làm tăng giá trị kinh tế, tiềm năng du lịch, mà còn khẳng định mạnh mẽ vị thế của Campuchia trên bàn đàm phán về phân định biển. Không dừng lại ở đó, Campuchia còn thể hiện rõ lập trường cứng rắn khi đưa ra yêu sách hàng hải, vượt ra khỏi đường cơ sở thẳng khu vực 1 của Thái Lan, thậm chí chồng lấn vào vùng biển mà Bangkok coi là lãnh hải của mình. Đây được coi là một động thái ăn miếng, trả miếng của Phnom Penh trước những toan tính bành trướng của Thái Lan tại vùng biển giàu tiềm năng này. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Campuchia đã khéo léo sử dụng diễn đàn quốc tế để bảo vệ lập trường của mình. Tại kỳ họp của Hội đồng Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1976, Campuchia lần đầu tiên chính thức công nhận chế độ vùng đặc quyền kinh tế, khẳng định quyền lợi của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Năm 1978, Phnom Penh tiếp tục củng cố tuyên bố chủ quyền bằng cách công bố vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý. Động thái này được coi là một bước tiến quan trọng, giúp Campuchia có thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ lợi ích biển đảo của mình, đồng thời gây sức ép lên Thái Lan trong việc giải quyết tranh chấp. Để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh ngoại giao trường kỳ, Campuchia đã có những điều chỉnh quan trọng trong hệ thống đường cơ sở thẳng. Việc đơn giản hóa hệ thống này từ 20 điểm xuống còn 5 điểm vào năm 1982, được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hiệp định về vùng biển lịch sử với Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế của Phnom Penh trong các cuộc đàm phán với Bangkok. Yêu sách về thềm lục địa mà Campuchia đưa ra vào các năm 1970 và 1972 cũng là một minh chứng cho thấy quốc gia này không hề muốn nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền biển. Dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Thái Lan, Campuchia vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình dựa trên những bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế. Vùng biển Vịnh Thái Lan, vốn được biết đến với vẻ đẹp thơ mộng và tiềm năng kinh tế dồi dào, lại trở thành tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa Thái Lan và Campuchia. Yêu sách của Campuchia về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, dù có cơ sở pháp lý từ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, lại chồng lấn đáng kể với yêu sách của Thái Lan, tạo nên một nút thắt chưa có lời giải. Diện tích tranh chấp lên tới 26.000 km2, tương đương với diện tích của tỉnh Kon Tum, chứa đựng trữ lượng dầu khí khổng lồ, ước tính khoảng 311 triệu mét khối khí tự nhiên và 500 triệu thùng dầu. Giá trị kinh tế của mỏ vàng đen này lên đến hàng chục tỷ đô la, đủ sức thay đổi cục diện kinh tế của cả hai quốc gia. Vấn đề càng thêm phần phức tạp bởi cách tiếp cận khác nhau trong việc xác định ranh giới biển. Cả Thái Lan và Campuchia đều dựa trên nguyên tắc đường trung tuyến, nhưng lại sử dụng các điểm cơ sở khác nhau, dẫn đến những bất đồng khó dung hòa. Từ năm 1970 đến nay, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề nhạy cảm này. Tuy nhiên, do những khác biệt sâu sắc về quan điểm, lợi ích quốc gia và cả những toan tính chính trị, con đường đi đến một thỏa thuận chung vẫn còn nhiều chông gai. Thành công của Thái Lan và Malaysia trong việc thiết lập vùng khai thác chung vào năm 1979 được coi là một mô hình đáng để Thái Lan và Campuchia tham khảo. Hợp tác cùng khai thác, chia sẻ lợi ích từ nguồn tài nguyên biển dồi dào, sẽ là giải pháp win-win cho cả hai quốc gia, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị. Biên bản ghi nhớ được ký kết vào năm 2001, với cam kết thiết lập cơ chế phát triển chung ở một số khu vực thềm lục địa chồng lấn, là một tín hiệu tích cực cho thấy thiện chí hợp tác của hai bên. Tuy nhiên, do những vướng mắc phát sinh trong quá trình đàm phán, việc hiện thực hóa thỏa thuận này vẫn còn bỏ ngỏ. Theo các chuyên gia luật quốc tế, việc đưa vấn đề ra các tổ chức tài phán quốc tế, như Tòa án Luật Hàng hải Quốc tế hay Tòa án Công lý Quốc tế, cũng là một lựa chọn khả thi. Tuy nhiên, bài học từ vụ tranh chấp đền Preah Vihear cho thấy, phán quyết của Tòa án Quốc tế không phải lúc nào cũng được các bên chấp nhận, thậm chí có thể tạo ra những mâu thuẫn mới. Giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình, công bằng và tôn trọng luật pháp quốc tế là trách nhiệm chung của các quốc gia trong khu vực. Hy vọng rằng, với thiện chí chính trị và nỗ lực ngoại giao bền bỉ, Thái Lan và Campuchia sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, biến vùng biển tranh chấp thành cầu nối hợp tác, cùng nhau xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Câu chuyện về ngôi đền cổ kính Preah Vihear là minh chứng rõ nét cho thấy, ngay cả di sản văn hóa cũng có thể trở thành điểm nóng tranh chấp giữa hai quốc gia láng giềng, Thái Lan và Campuchia. Năm 2007, Campuchia đã đề nghị UNESCO công nhận Preah Vihear là di sản văn hóa thế giới. Yêu cầu chính đáng này vấp phải sự phản đối từ Thái Lan, không phải vì tranh chấp chủ quyền ngôi đền, mà bởi lo ngại việc công nhận khu vực rộng 4,6 km vuông xung quanh đền, nơi Thái Lan cho rằng có phần đất thuộc chủ quyền của mình. Phải đến năm 2008, sau khi nhận được sự ủng hộ từ chính phủ Thái Lan, Preah Vihear mới chính thức được UNESCO vinh danh. Quyết định này được Campuchia chào đón như một sự kiện lịch sử, khẳng định giá trị văn hóa to lớn của di sản mà họ gìn giữ. Thủ tướng Hun Sen khi đó đã không giấu nổi niềm tự hào, gọi Preah Vihear là biểu tượng vĩ đại của kiến trúc Khmer. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, quyết định của UNESCO lại châm ngòi cho làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Thái Lan, đẩy quan hệ hai nước đến bờ vực xung đột. Quân đội hai bên được triển khai dọc biên giới, biến khu vực quanh ngôi đền thành thùng thuốc súng dễ dàng phát nổ. Mãi đến năm 2013, phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế mới chính thức chấm dứt tranh chấp kéo dài hơn nửa thế kỷ. Theo đó, Campuchia được công nhận quyền sở hữu khu vực 4,6 km vuông xung quanh đền Preah Vihear, buộc Thái Lan phải rút quân khỏi khu vực này. Vụ việc Preah Vihear cho thấy, việc đưa tranh chấp ra tòa án quốc tế có thể mang đến giải pháp pháp lý, nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo hòa khí giữa các bên. Trong bối cảnh hiện nay, khi Thái Lan và Campuchia đang nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung về vấn đề phân định biển, bài học từ Preah Vihear càng trở nên quý giá. Thay vì đối đầu, hai nước nên ưu tiên đàm phán trực tiếp, dựa trên tinh thần thiện chí, tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của nhau. Thành công của mô hình khai thác chung giữa Thái Lan, Malaysia là minh chứng cho thấy, hợp tác song phương mới là chìa khóa để biến vùng biển tranh chấp thành cầu nối phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Để đạt được mục tiêu đó, cần có sự nỗ lực không ngừng từ cả Bangkok và Phnom Penh trong việc xây dựng lòng tin, kiềm chế xung đột, tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp vì một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Tháng 2 năm 2024, chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Hun Sen đã thổi một làn gió mới vào quan hệ song phương, đặc biệt là trong việc tháo gỡ nút thắt về tranh chấp Biển Đông. Hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn về khu vực chồng lấn tại Vịnh Thái Lan, nơi được ví như mỏ vàng đen với tiềm năng năng lượng khổng lồ. Giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, việc hợp tác khai thác tài nguyên biển không chỉ mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho cả Thái Lan và Campuchia mà còn góp phần củng cố an ninh năng lượng cho mỗi quốc gia. Thái Lan, với ngành công nghiệp phát triển, đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng do sản lượng khí đốt tự nhiên ngày càng sụt giảm. Trong khi đó, Campuchia lại đang phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ nước ngoài, khao khát phát triển ngành công nghiệp năng lượng nội địa. Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen đã mở ra cánh cửa cho một thỏa thuận hợp tác, biến tiềm năng biển thành động lực phát triển chung. Dù thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận chưa được công bố, nhưng những tín hiệu tích cực cho thấy hai bên đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, tìm kiếm giải pháp win-win có lợi cho cả hai bên. Việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn tiếp tục thảo luận cho thấy quyết tâm của cả Thái Lan và Campuchia trong việc giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều năm. Thành công của tiến trình này sẽ tạo tiền đề cho việc hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí, mở ra một chương mới cho quan hệ song phương, vì một tương lai thịnh vượng chung của hai quốc gia láng giềng. Câu chuyện về tranh chấp Biển Đông giữa Thái Lan và Campuchia vẫn đang được viết tiếp. Liệu hai quốc gia có thể gạt bỏ bất đồng, cùng nhau khai thác nguồn tài nguyên biển dồi dào vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển chung? Câu trả lời nằm ở lòng tin, thiện chí và nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ của cả hai bên. Hãy chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này bằng cách bình luận phía dưới và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, share và subscribe nhé.